Rồi, chào ông nghe, bữa nay giới thiệu con mấy cái máy xăng nè. Máy xăng là Yokomoto Z 55 65 á, giá trung bình á, giá bình dân á. 55 65 là khoảng 1 triệu 9 2 triệu con nha. 55 là 1 triệu 9. 65 là 2 triệu cốt thẳng nha bà con. Cốt thẳng á, giá là 1 triệu 9 2 triệu con, đây cốt thẳng đây. 55, 65. 1 triệu 9 2 triệu con. Đó là số máy giá phù hợp là con xài á. Giảm bảo hành bà con đàng hoàng nha. Tháng đầu tiên nó hư hao lỗi kỹ thuật lỗi mới thôi. Triệu 9 2 triệu con cốt thẳng. Nó khá đẹp. Cái mới đàng hoàng nha, 65 55. Triệu 9 2 triệu con cốt thẳng. Giá là phù hợp cho bà con xài nè. Cũng khá đẹp á. Mới trung thùng luôn nha. Đây có catalog với độ buri, nó chỉ tặng độ bộ buri thôi. Triệu 9 2 triệu con. Con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. 5 ngửa 5 là 1 triệu 9, 6 ngửa 5 là 2 triệu cốt thẳng. Con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Em mới nó khỏe bà con ơi. Em mới ống xăng đồ nó chắc chắn. Bình xăng đồ không bị gò gỉ, hệ thống xăng phòng kính chạy tiết kiệm xăng lắm. Chung máy mới máy nào cũng ngon á. Đẹp ha, vô Komoto Z. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha. 088 635 6707.